xin chương trình cho em hỏi nhiều người thường hay đi xin vía trộm vía ăn ngoan ngủ tốt của con nhà người ta cho con mình vậy thật sự việc làm trên có ảnh hưởng gì tới người được xin vía hay không vì em nghĩ nó cũng đã bị thiếu đi một phần à, hồn phách khi được xin đi rồi ạ à. À, thì cái câu này thường trong thực tế nó vẫn hay xảy ra đấy, hay đi xin vía, mà không biết bây giờ thì tôi cho rằng nó có hay. bây giờ bây giờ là khi mà đẻ đứa trẻ sơ sinh ấy, thì đi mua cái đồ thật là mới thế này thế khác, nhưng mà cách đây mấy chục năm thì thường những đứa trẻ con mới đẻ thì thường đi xin đồ cũ của những gia đình hoặc đứa trẻ con nó tốt nết, cái gia đình nào mà nuôi nó dễ dãi cái đứa là một là người thân nó đành thứ hai nữa là cái đứa trẻ dễ nuôi ấy, thì đi xin cái đồ dùng của nó về một là gì đã nó mềm hơn thứ hai là nó à, không bị ma tà rồi là không bị này khác à, và nó cũng à, cái vía tốt cho nên các cụ ngày xưa ấy, là khi đối với cái trẻ con mới đẻ là, ít khi đã cho mặc đồ mới ngay đâu cũng có lẽ là vì cái kinh tế cho nên là cứ đi xin đồ cũ của những đứa trẻ con trước rồi đấy là một lý do lý do thứ hai là họ nói rằng như vậy cho nó lành hơn cái đứa ấy ăn ngon nóng lớn chứ còn ví dụ như cái đứa ập ẹo này hoặc là người ta kỵ nhất là cái đứa trẻ mà hữu sinh vô dưỡng có khi đẻ ra nhưng mà cái đồ dùng của nó à, khi mà đẻ ra sau thời gian nó ốm rồi chết hoặc là chết yểu thì người ta rất kỵ không bao giờ lấy cái đồ dùng của những đứa đó của những đứa trẻ mà chết non chết yểu hoặc có bệnh tật mặt vẹo nó không xin mà đi chọn cái nhà nào mà đứa trẻ con nó tốt vía xin cái đồ cũ về mặc à, chứ không mấy khi mua đồ mới à, cái đứa lớn đứa anh với chị lại nhường lại để dành cất đi cho đứa em ngày xưa chúng tôi cũng vậy đi học ấy, kể cả đi học thì cái giáo trình ấy, là sách giáo khoa của đứa anh lại để lại cho đứa em bây giờ thì có khi chưa còn mới và sách vở mới thơm đi bắt đầu phải mua cái mới rồi một phần là nội dung thay đổi sạch sạch một phần là để người ta còn kinh doanh không bao giờ ngày xưa chúng tôi có khi cả đời nhà dăm bảy đứa con nhưng chỉ một bộ giáo trình anh thì đến em thì được thậm chí lấy giấy báo bọc lại cẩn thận bây giờ thì không vậy thì cũng vậy tương tự như đồ dùng quần áo của những đứa à, trước trong nhà thì thường là đứa quần áo của đứa anh để cho em thậm chí không phải đứa trẻ con đâu kể cả người lớn thế đứa chị đứa em có cái quần áo lớn rồi không mặc được không vừa nữa thì để đấy cho đứa em lớn lên để mặc quần áo của đứa chị hoặc là bạn bè chiến hữu hoặc người thân quý nhau vẫn có thể tặng nhau cái áo quần áo cũ chứ còn không thân lắm cũng chưa chắc vì người ta ngại ví dụ như là bạn bè thật thân thì mới mặc hoặc cái người tín nhiệm ai mới mặc chứ còn những cái người mà không thân lắm, không người ta không thích mặc cái quần áo thừa đâu. Nhưng chúng tôi hồi sinh viên ấy, một phần là chơi với nhau thân, hai nữa là nghèo nữa, cho nên là một cái nhóm của tôi có khi ba bốn thằng ấy, cùng kích cùng kích thước cùng chiều cao cỡ người với nhau thường là mặc quần áo chung. Một phần là cũng là thân, một phần cũng nghèo ví à, dụ như, như là mỗi anh thì một bộ chẳng hạn nhưng mà đổi đây thì nếu như mà có chơi ba anh với nhau có khi thỉnh thoảng này mặc ba cái bộ quần áo diện đi chơi người ta cứ tưởng cũng giàu lắm nhưng thực ra là đảo nhau thôi một phần là do sinh viên cũng nghèo một phần là cũng chơi thân chứ nếu không chơi thân ấy còn sao ám cái mùi mùi ông này là mùi bởi vì mỗi một con người ta nó có một cái mùi mồ hôi cái mùi cơ thể tôi gọi là mùi cơ thể mà không ưa nhau thì tự nhiên kể cả vợ chồng có mùi cơ thể đôi khi cũng không chịu được với nhau chưa kể là bạn bè cho nên phải thật là thân thân thuộc nhau cho nên kể cả cái mùi cơ thể của nhau thậm chí trai gái thích nhau thì kể cả mùi cơ thể người này với người kia người ta thích mùi cơ thể của nhau nhưng nếu đã không thích thì thôi rồi coi như là mùi nghe cái mùi nó kinh cho nên là người ta gọi là khi yêu nhau ấy À, thì của củ ấu cũng tròn các bác biết đấy củ ấu bao giờ nó cũng có gai nhọn hoắt đi chứ cái gai của ấu khủng khiếp lắm đấy. nhưng mà đã yêu nhau thì củ gấu cũng tròn mà ghét nhau thì của bưởi cũng còn có gai các bác biết của có bưởi nó tròn lại vãnh nhưng mà ghét nhau thì nó bảo bây giờ cái quả bưởi này gai góc như vậy thì cái tình cảm cũng vậy thì khi đồ dùng cũng vậy Đó, đồ dùng yêu ai đó hoặc thích ai à, mà hâm mộ ai ở nhà nào thì thường là xin cái quần áo cũ của đứa kia thậm chí nhé các bác nhé là khi mà à, cô dâu chú rể thì, thì thường là gì mua để gọi kén, kén cái người trải chiếu giường ấy ví dụ cái giường mới mua về hoặc là mượn cái giường cũ của cái người mà gì là cái đôi vợ chồng sống hiền lành hạnh phúc ấy thì thường mượn cái bà nào đó thứ nhất mắn đẻ đẻ con dễ nuôi hiền lành thì nhờ cái người đó là trải chiếu giường cho giúp ấy còn cái vị nào mà cái vía hoặc là đỏng đảnh hoặc là cái vợ chồng ăn đổ làm vỡ hay cãi nhau thì người ta kiêng không, không mượn đâu mà cái vợ chồng hiền lành ăn ở tử tế với nhau thì khi đám cưới mời người đó vào giải chiếu giường cho giúp cho nó lấy cái vía nó bay thậm chí có trường hợp mà như chúng tôi còn bé là người ta cứ hay đi thuê hàng xóm láng giềng cứ hay đi thuê ừ, gọi là cái thằng này một là nó tốt vía hai là nó nhanh nhẹn nó học giỏi bây giờ mày đến đầu năm mày đến mày xông nhà cho bác thì mày cứ đến xông nhà đấy thì tao mừng tuổi thế là mình trẻ con thì lại thích mừng tuổi thế là họ mang mang lễ trước cho mình ấy, từ hôm 30 mươi sau sáng hôm sau mùng 1 thì mình cầm cái lễ của ta là chào bác năm nay coi như là gia đình chúc các bác mọi sự tốt lành rồi là mạnh khỏe đầu năm chứ giữa cuối năm chứ cuối mọi việc được cầu được ước thấy rồi bắt đầu là xin mừng tuổi thế là năm nay coi như là tốt đẹp thế là bắt đầu là mình định nhận tuổi gọi là lấy cái vía ở nông thôn ngày xưa nó vẫn thế mà bây giờ thành phố vẫn thế ví dụ như năm nay các vị ở uh, theo thầy bói bảo là chọn cái tuổi này là cái tuổi bao nhiêu tuổi đấy là có thái dương rồi, rồi rực rỡ rồi làm ăn tốt thế là mời cái tuổi này đến sông nhà cái tuổi hợp đến sông nhà chứ không chọn cái tuổi xung khác mà tuổi tam hợp đến sông nhà đấy vân vân họ vẫn dùng cái đấy gọi là chọn người tốt phía việc này dùng trong các trường hợp một là các đám cưới ví dụ như đám cưới là đón ngõ hoặc là đi đâu đó là đi đâu đó đón ngõ À, đi chợ đi búa hoặc đi công việc mà kiêng gặp cái người người vía độc lắm. Ừ, cho nên là có thể là gặp cái người vía độc là phải quay về hoặc là phải lấy gai hoặc lấy đi ra chợ mà gặp phải cái người mà mà vía đỏng đảnh ấy thì là có khi là người ta mắng chứ không là đi cái là người ta lại lấy cái tờ giấy người ta đốt vía hơ vía hơ vía hế lành ở lại với giữ ở đi người ta vừa đốt người ta rắc muối ta đuổi đi đấy là cái vía xấu còn nếu mà đi mở gọi là sông hàng mở cửa hàng thì rất mong kỵ được kiêng được là mời được cái người mà vía lành vía tốt đến mở hàng hoặc là mua đầu tiên cho thì thường ấy là người ta tín nhiệm cái đấy cho nên mua đắt rẻ không quan trọng mà miễn là ông cứ mưa cho tôi một thứ để tôi lấy cái vía của ông đấy là tâm lý của người muốn xin vía bằng quần áo trải giường hoặc là đi gặp gỡ chính tôi cũng vậy lúc còn bé thì tôi không tin lắm nhưng mà khi biết tôi đã không tin không thích cái trò đấy thì tôi đi đâu đó? đi xa từ nhà ra đi thì bố tôi biết là tôi không thích cho nên là cũng cụ cũng, cũng ra vẻ tự nhiên thôi bắt đầu là mình đi ra khỏi nhà là cậu cũng à, bảo ơ này, này 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 còn quên cái này thế là tôi quay lại quên cái này cái khác tức là ý nói là đi nhưng mà mình phải quay về nhà để nhìn về nhà cái này cái khác ý cụ là như vậy hoặc là cụ lại đón gõ để cho gặp người ta đưa cái này cho mày này cầm đi tương mình nghĩ thấy mà cái này tôi biết thừa thì cụ chẳng qua là lý do cụ đưa cái này cái khác để mình đi là lấy cái viết của cụ thậm chí thậm chí có những lần tôi đi thi nói nhất là đi thi học sinh giỏi chẳng hạn thì bao giờ cũng ra đón ngõ Xong là cụ bảo cái này thì cái khác, cầm đi nó kia. Nhưng mục đích của cụ là gì? Là đón ngõ để tạo cái vía. Tôi bảo gương là cụ này, vía thì mình ý là mình tự ái chỗ này. Nay mai nếu tôi thi được giải, được nhất được gì thì cụ này nghĩ rằng đấy là do cái vía của cụ. Cho nên là tôi không thích. Nhưng các cụ như tôi thì lại cứ thích theo cái kiểu ấy. Đó. như vậy thì cái việc đi xin vía của người này người khác là có hoặc làm chúc tốt lành là có hoặc trẻ con ngay nhất là bây giờ chúng tôi có gọi là có cái môn à, năng lượng à, cái sinh học hay là có cái vía sinh học một đứa trẻ đến thì có những cái pháp môn ví dụ như mình à, năng tay của mình có cái năng lượng thậm chí cái năng lượng không phải là siêu hình đấy mà chúng tôi có thể chữa cho hiện nay như tôi chẳng hạn đứa cái trẻ em mà đang bị sốt sợ đầu thấy sốt chúng tôi có thể dùng cái năng lượng của mình mà xoa vuốt đi tự nhiên một lúc cái trẻ con hết sốt ngày xưa tôi chữa trẻ con chỉ trong một hai phút đang sốt chữa bằng bằng bàn tay hết sốt luôn và cái môn này chúng tôi à, đã huấn luyện cho đến khi hàng, hàng vạn người thậm chí hiện nay trên toàn quốc có hàng triệu người đã học theo môn là dùng năng lượng của à, bằng bàn tay chữa bệnh rồi chữa sốt cho trẻ con có đấy có, gọi là thế vía cũng được hoặc cái năng lượng siêu hình cũng được nhưng cái câu này của bạn hỏi liệu khi mà mình cho cái năng lượng người khác thì mình có hao đi không à, có, mất cái vía đấy đi thì mình khí phách của mình có hao thì không thì trước đây quan niệm của người ta ích kỷ thậm chí đầu năm hoặc là đầu tháng kiêng à, kể cả đi à, cho vía người khác cũng kiêng nhất là kiêng, kiêng lửa nó một hoặc là cho người khác vay tiền hoặc là chi tiền là kia ví dụ ai mà đi uh, xin lửa đầu năm ngày xưa thì không có dễ bật lửa như bây giờ đâu mà phải có nhóm bếp để cái chất bếp chấu để 30 để mùng một còn lửa lên chứ còn là mà đầu năm mà đi xin lửa là kia người ta không cho đâu mà người ta còn mắng cho người ta coi lửa là một cái may mắn cái đỏ đắn mà đi đi xin đi cho người khác thì năm nay mình hết, hết đỏ hoặc là đầu năm hoặc đầu tháng mà đi, đi xuất tiền giả nợ hay cho tiền hay cho vay là không cho ai đi vay tiền mùng một, một hoặc đầu tháng là không được đâu người ta sợ là mất cái vía đấy người xưa vẫn kiêng kỵ như vậy là ngại cho vào đầu năm đầu tháng hoặc sợ cái cái vía nó mất đi nhưng mà ở đây chúng ta thấy là đấy là quan niệm ngày xưa nếu như các vị à, nghiên cứu và giác ngộ Phật pháp ấy, thì trên đời này có hai thứ càng ban đi càng cho đi thì càng giàu thêm đó là thứ nhất là gì cái trí tuệ Cái trí tuệ mình càng ban đi càng cho đi thì càng giàu thêm chứ còn nếu ích kỷ mà ta biết thì người ta không bày cho mày tức là cố tình giấu giếm trí tuệ thì anh không bao giờ tốt đẹp được. Nhưng cái người mà đã ban trí tuệ, ánh sáng của trí tuệ, đấy, giống như ngọn đèn, ngọn lửa, càng ban đi càng giàu thêm. Ví dụ như ta có một cái bó đuốc, nhưng nếu như cái người khác đến xin gọi là mồi đèn, à, tiếp đuốc chẳng hạn, gọi là truyền đăng tục diệm là mồi đèn ấy thì không phải vì có người lấy cái cái lửa báo đuốc của ta mà báo đuốc của ta kém đi mà họ lấy báo đuốc của ta thì cái không gian ánh sáng nó lại tăng lên Đó, cho nên là, là ánh sáng trí tuệ cũng vậy khi ta ban cái ánh sáng trí tuệ ra à, cho xã hội thì trí tuệ của chúng ta lại tăng lên Cho nói ví dụ cho nó dễ hiểu ví dụ như là thầy giáo mà càng dạy Đáng ra nếu mà mất đi thì thầy càng dạy thì thầy học sinh nó hết trí tuệ của ông ông càng ngày càng ngu chứ. Nhưng thầy giáo càng dạy trí tuệ càng sáng. Những cái thầy giáo thầy giáo dạy lâu năm mà tự nhiên ông dạy giỏi lắm Mình có khi năm thứ nhất ông ra ông dạy còn ngu ngớ chứ ông mà dạy khoảng mấy chục năm thì ông siêu Các à, có người có kinh nghiệm nghề cũng vậy càng truyền nghề cho người khác thì tay nghề lẫn trí tuệ càng ngày càng phát triển hai người thầy thuốc cũng vậy người ta dạy cho mọi người thì càng chữa bệnh thì trí tuệ của người ta kinh nghiệm càng ngày càng tăng lên phật pháp cũng vậy phật dạy là cái trí tuệ ban ra cho môn ngoài càng ban ra bao nhiêu thì ánh sáng trí tuệ càng lớn lên đấy là cái thứ nhất về ánh sáng cái thứ hai nữa càng ban đi càng giàu thêm đó là gì đó là tình thương yêu từ bi cho nên là các vị phật bồ tát ấy, bao giờ cũng gì thương yêu không phải một đâu mà muôn loài luôn cho nên đến chỗ số một động tác cho tôi mọi người tụng kinh cầu siêu là về gì coi muôn chúng sinh như người thân của mình bởi vì chúng ta không nhìn thấy kiếp trước do vậy không biết rằng cái dòng họ khác có khi mình ở cái dòng họ đấy năm nay họ đến chỗ mình họ làm xin làm thiện nguyện xin cầu siêu nọ kia thì mình nghĩ rằng họ là khác 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 họ hàng nhưng có thể kiếp trước lại là cùng ruột thịt với nhau cho nên là ở đây chúng tôi đã làm ví dụ làm từ thiện hoặc làm tâm linh là coi bách ra trong họ đều là người thân của mình cho nên là cái tình thương yêu càng ban đi càng giàu thêm đó. đây là một cái điều rất đặc biệt Đấy. là à, ví dụ các bác thấy là à, ví dụ như mình thương yêu ai đó thì chúng ta lại nhận được cái tình cảm càng ngày càng lớn lên Đấy à người ta gọi chia vui nhưng mà cái vui không hề mất đi Đấy, mà cái vui lại tăng thêm cho nên là gọi là niềm vui mà chia đi thì nó tăng lên gấp bội mà nỗi buồn mà chia cho nhiều người thì nỗi buồn sẽ giảm đi cho nên các vị phật bồ tát người ta phát nguyện gì là ban tình thương yêu à, cái từ, từ bi cho muôn chúng sinh mà chính ban cái muôn chúng sinh thì cái giác ngộ lẫn cái tình cảm nó lớn lên vô cùng vô tận đấy là cái sự à, à, từ bi vậy thì nó khác với người trần chúng ta là ích kỷ người trần chúng ta ích kỷ vô cùng à, cho nên là khi ích kỷ ấy thì là chính cái ích kỷ nó sinh ra sự tham tham là gì tôi muốn của tôi hơn và tự lấy của anh khác không cho anh khác nó tham đến cái mức là một câu chuyện vui thế này này để các vị thấy con người ta tham và ích kỷ đến mức là anh ta cũng đi đến một cái miếu cầu xin thì cái thần miếu đấy nổi tiếng là cầu được ước thấy cầu cái gì cũng được cho nên là anh ta cũng sắm sửa lễ nghi đến xin thần miếu để cho việc này về khác thì đến thần miếu thì lại có một chuyện kỳ tích thế này thần miếu hiện lên nói rằng ngươi xin gì ta cũng cho hết á nhưng có một điều kiện nếu như ngươi xin một thì cái đứa hàng xóm nhà ngươi sẽ được hai đó điều kiện của ta là đặt ra như thế thế anh này nghĩ bây giờ mình xin thần miếu cho con một tỷ không được ta được một tỷ mà cái con đứa hàng xóm nó cứ xanh xanh ở nhà nó gấp đôi nó có hai tỷ không được thế là bây giờ ta xin cái, cái ô tô vậy mà không được ô tô ta một cái đứa hàng xóm hai cái không được hay bây giờ thôi ta xin uh, cho mình xinh đẹp hơn nó không được cái con hàng xóm mà nó xinh gấp đôi mình tức là nó đi thi hoa hậu mất à ờ không được cho nên là gì mình không thể chấp nhận cái việc mình có một mà cái đứa hàng xóm này được hai lần như vậy nữa thì anh ta suy nghĩ một lúc thì anh ta thế này vâng con nhất trí à, con xin thần miếu là xin thần miếu cho con được mù một mắt À, thì anh ta nghĩ rằng khi mình mù một mắt được mù một mắt thì cái đứa hàng xóm sẽ mù hai mắt <laughs> cho nên thôi thà rằng mình mù một mắt mà đứa hàng xóm mù hai mắt đang chơi thế với sướng như vậy thì cái tính ích kỷ của người ta là chấp nhận mình thiệt nhưng nếu hàng xóm hay là chung quanh nó thiệt hơn là vẫn chơi đấy là con người ta có tính vô cùng ích kỷ mà thắng được cái sự ích kỷ này thì mới là khủng khiếp cho nên là trong kinh phật có nói là gì ví dụ như anh nào bố thí mà cái người mình không có tiền bố thí thì mình ganh ghét cái đứa kia gớm mà cái đứa chân đất bắt tét cái kia nhà quê một cục cái kia mà này nó có tiền mà này cũng dường này làm công đức tao sẽ làm nhiều hơn và mình không hoan hỉ không vỗ tay vào cái thành thành tích của người khác đâu chúng ta hãy xem trẻ con thì nó thế được chơi với nhau vật nhau đứa nào thua thì đứa dưới cũng cười khạch khạch thế mình đứng lên để ta còn chui thế nhưng mà người lớn ấy là vật trao hoặc là đá bóng với nhau mà thua bên ngoài vẫn bắt tay nhau nọ kia hoặc là hai ông đúng đấm bốc với nhau ông kia bị thua như ông 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 thắng nhưng mà ông thua nghĩa là ừ, cười cười chứ cái trong lòng cắm thù nó để nuôi trí trả thù đấy là người lớn cái đấy sinh ra từ cái tính ích kỷ vậy thì chúng ta phải thắng cái tính ích kỷ bằng sự từ bi à, bằng từ bi bằng cách nào thì ban cái phúc cho muôn loài ấy bằng cách là chúng ta hoan hỉ với thành tích của người khác cho nên thấy người khác có tiền đi làm công đức cúng dường mình vui mình hoan hỉ thì công đức ý cũng như nhau ngày xưa ấy, thì tôi nghe hòa thượng giảng là khi mà một người có công đức cúng dường mà mình không có công đức cúng dường mình hoan hỉ với công đức của người khác cúng dường thì về mình cũng có đạo đức công đức như nhau mình bảo thế này thưa hòa thượng hai cái đấy làm sao giống nhau được hòa thượng bảo về mặt vật chất về mặt phước báo là theo nhân quả không giống nhau ví dụ một người làm phúc bằng tiền hoặc là bằng hiện vật thì cái phước báo thì không giống nhau nhân quả nhưng về đạo lực công đức lực thì giống nhau một anh công đức thì gì thì anh bỏ được cái ích kỷ anh từ bi này anh bỏ được cái ích kỷ chiến thắng được cái tính ích kỷ còn một anh hoan hỉ thì gì anh bỏ được cái sự sân hận và một anh cũng giống như chúng ta học đại học với tân nợ hai môn một anh là nợ môn văn một anh nợ môn toán thì anh trả nợ được môn nào cũng được lên lớp như nhau bởi vì cứ môn nào mà bị trượt thì là bị đúc xuống đúc dưới. Cho vậy mà anh trả nợ môn văn cũng được, mà môn toán cũng được. Vậy thì một anh là gì? Cúng dường để gì? Anh được à, được một công đức, tức bỏ được cái sự ích kỷ. Thì cái anh à, 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 hoan hỉ với người khác, thì là một anh bỏ được cái tính à, ích kỷ, một anh thì từ bi à, mua loài. Thì hai cái anh này cùng bỏ được san tham và anh ích kỷ Thì đều được có công đức như nhau Mặc dù nhân quả có thể khác nhau Thì ở đây chúng ta thấy đối với người có đạo Thì cũng không sợ là khi mình à, cho người khác lửa Hoặc là cho à, cái quần áo hoặc là xin trộm vía Hoặc là có những nhiều người vía tốt đấy, Người ta còn mang trẻ con đến để nhận làm bố mẹ nuôi ấy ấy để xin coi như là à, tôi, à, tôi bỏ cái thằng bé ngoài đường á à, hoặc đứa bé ngoài đường xong rồi bác cứ ra nhé xong là bác cứ vớ được đứa bé nhé hoặc ô tôi vớ được đứa bé rồi thế mang về đây nuôi để lấy làm con để xin cái vía xong là vài hôm sau thì cái gia đình ấy lại đến làm lễ đến là xin cái đứa bé nhà bác đó, lại về ngược lại để nuôi tức là lấy cái vía của cái người mà à, à, người ta có công đức hoặc là người ta hiền lành để lấy cái vía đấy làm con nuôi trong thực tế cũng có không không những là lấy cái đồ dùng trải giường hoặc là quần áo cũ hoặc người tốt vía mà có thể là còn nhận làm con nuôi hay là làm những cái người đệ tử vân vân để lấy cái ý nghĩa là cái thể vía à, cho nên là những người mà được người ta tín nhiệm thì cũng không nên ích kỷ không nên sợ sệt mà né tránh việc này mà chúng ta hoan hỉ thì không những cái đối tượng kia cũng được sự an lành sự tốt đẹp mà chính công đức của chúng ta cũng sẽ lớn lên bởi vì trí tuệ và tình thương yêu càng ban đi thì lại càng giàu thêm ở đây chúng ta không có ngại không hao không hụt gì cả mà nó càng lớn lên trong đạo cũng có một câu là tất cả các mùi à, à, thơm hay mùi gì trong à, vật lý thì đều không thể đi ngược chiều gió nhưng riêng ánh sáng phật pháp tức là ánh sáng giác ngộ ánh sáng của trí tuệ rồi tình thương yêu có thể đi ngược cả chiều gió thì nhân tiện các bác hỏi cái chương đề trình này thì chúng ta có thể dùng cái từ bi không sợ ích kỷ không kiêng khem mà người ta đến xin vía rồi là muốn nhờ mình trợ duyên thì chúng ta cần hoan hỉ như vậy không những người ta được ích lợi mà mình cũng công đức sẽ được lớn lên Cảm ơn bạn.